Hiện tại ngay bây giờ đó, ai mà travel đi qua bên New York đó, thì họ đưa ra nhiều cái lực lệ giống như phải làm gì, làm gì đó. Trước khi lên máy bay, bay qua bên New York thì phải cần test coi có bị trúng coronavirus hay không. Khi bay đáp chúng rồi tới New York cũng phải cần test một lần nữa coi có bị trúng coronavirus hay không. Nếu mà muốn không có bị cách ly 14 ngày thì phải làm hai cái chương trình đó khi bay tới New York. Hiện tại ngày hôm nay tính là ngày thứ ba ở trên nước Mỹ, số người nhiễm COVID là phá kỷ lực. Đây là 126.000 người mới nhiễm COVID-19. Tính là bữa thứ sáu đó. 9.7 million people have been infected và ja, hiện tại ngay bây giờ có 9.7 triệu người à, đã bị uh, nhiễm rồi đó. Và ja, cái số người chết ở trên nước Mỹ là hơn 236.000 người đã bị chết vì COVID-19. Hiện tại ngay bây giờ trên nước Mỹ bị nhiễm Covid-19 đang tăng lên nhiều chỗ khác nhau. Từ những cái chỗ uh, trước giờ không có bị đó cho tới nằm ở hướng Tây ở Hoa Kỳ luôn là bị nhiễm, bây giờ bất cứ chỗ nào cũng bị nhiễm hết trơn đó ngay bây giờ. <laughs> Đây là ông Michael Mayer bên Denver, ông báo cho biết hiện tại ngay bây giờ là chúng ta, tiểu bang Denver, đang đi trong cái trường hợp là bị COVID-19, nó nguy hiểm lắm. Tính hồi tuần rồi thôi đó, à, cái nhà thương của bên tiểu bang của ông nó đã tăng lên 40%. Vào severe... cuối tuần này là ở bên tiểu bang bên đây, họ đưa ra về cái chuyện là có giải nghiêm, ở à, 10 giờ đêm là phải giải nghiêm, không có được đi ra ngoài. Và ông nói cái tiếp đây thì sẽ đưa ra cái luật giải nghiêm, trừ khi chúng ta giống như khe để ý với nhau đâu ra đó, làm như vậy thì nó chuyển chuyển được tốt thì mới được còn nếu không thì họ sẽ đưa ra cái giải nghiêm kế tiếp ra sao ra sao và chúng ta phải thay đổi cái cách chúng ta sống à chứ nếu không thì nó cứ tiếp tục nó bị lây nhiễm à, liên tục ở bên tiểu bang này đây là ở bên Oregon đó thống đốc của ở bên tiểu bang bên đây và bà với ông thị trưởng này kia đó đưa ra là hai tuần À, đóng cửa cái gì cái gì cái gì đó à, những cái gì không cần thiết là đóng cửa đó. Đây là bà kêu please 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 là hãy vui lòng hãy vui lòng tất cả mọi người à, đừng có làm nhiều chuyện với chỉ như không cần đi ra ngoài hoặc là à, đi thăm bạn bè gì đó đừng có làm như vậy tại vì con Việt đang tăng đó. Và yeah, theo uh, bà nói với tỷ những, những cái gì mà tiệc tùng gì đó on the weekend sắp tới thì uh, làm ơn giống như đừng có mở uh, tiệc đó because uh, uh, ngay bây giờ uh, bị nhiễm đang tăng ở bên chỗ này. Ở bên Europe thì uh, hiện tại ngay bây giờ thì họ cũng đang sách down nhiều cái chỗ khác nhau đó. Stores in Milan closed Friday in a partial lockdown. Đây là bên Mulan thì họ đã lockdown rồi nhiều cái tiệm đóng cửa ở bên này lắm. Đây là bên bên Athens, người ta chạy trở về nhà tại vì uh, liên tiếp sẽ 3 tầng kế tiếp sẽ lockdown cho nên uh, vào ban đêm uh, trước khi 12 giờ cho nên người ta túa nhau chạy về nhà ở trong nhà tại vì bị lót đau không cho đi ra đường nếu đi ra đường ở bên nước bên đây đó là cảnh sát nó gặp nó bắt đó cho nên người ta như vậy. Dạ think... yeah, đây là đài hỏi ông Dr Fauci về cái chuyện bên UK, EU mà họ đang lockdown về Covid 19 này kia như vậy thì sẽ làm sao? No, we're not We're not in that place now. In a virtual interview Friday with the Oxford Union Debate Society in England, Dr. Anthony Fauci acknowledged there's little appetite for similar stay-at-home orders in the U.S. Dạ, yeah, đây là ông Dr. Fauci ông nói về cái chuyện mà ở bên U.S. Đó, mới đây người ta phỏng vấn, đó, người ta hỏi giới tỷ như ở bên UK bên U.S. này kia đó à, bên UK đã tính lockdown vậy thì bên U.S. có tính lockdown hay không? à như thế nào như thế nào hay không thì à, đây là nói là họ chưa có tính đó, uh, để mà có lockdown hay không hay ra sao ra sao đó the và yeah, theo họ nói là có thể là tháng tới đó thì chúng ta có thể có được cái thuốc ngừa đó theo ông Dr. vào chiều nói đó that a vaccine is going to take us out of this very difficult position for CBS. Dạ yeah, ông nói ngay bây giờ đó cái thuốc ngừa Covid-19 là cái mà chúng ta đang hiện tại đang cần nó rất là nguy hiểm because uh, họ hy vọng là con it's, it's knock it out sẽ tốt thêm đó về chuyện này. Thì dài uh, bữa nữa thì uh, mình sẽ biết ha, họ nói là theo tháng sau đã được cái thuốc ngừa thì nó sẽ giúp đỡ về chuyện này chứ nếu không thì uh, Ờ, ngay bây giờ cứ bị kẹt kiểu như vậy hoài đó. Và theo của đài NBC, họ báo cho biết hiện tại ngay bây giờ cái số người nhiễm COVID-19 ngày thứ ba là đã tăng lên 120.000 người rồi. 260% ở bên New Mexico đó, số người bị nhiễm COVID-19 ở bên đó tăng lên như vậy. Nurse Kelly Souza has comforted her patients as they slip away in isolation. Và yeah, cái cô nurse này thì cô nói chuyện với những người bị nhiễm bệnh đó đang đưa vô trong chỗ cấp cứu vậy. Theo cái cô đó cô nói cái gia đình của cái người bệnh đó rất là đông người nhưng mà không có đi vô trong nhà thương được. In và dạ, họ nói ở bên đây đó số người nhiễm cũng nặng về COVID-19, số người chết cũng càng nhiều. Like dạ, đây là bên Los Angeles thì họ nói có lẽ là đóng cửa này kia nhiều cái khu đó. Và cũng có nhiều người ở bên đây họ không có chịu đi theo cái guideline, theo cái chương trình của nói là phải đeo khẩu trang, phải làm gì, làm gì đó. As the approach, warn to limit or Sắp tới đây cái ngày lễ Thanksgiving, chính phủ kêu gọi là đừng có tụ tập lại đó và cancel những cái buổi tiệc Thanksgiving đi. À, lễ tạ ơn trên nước Mỹ rất là lớn, súng lại ngồi ăn chung cái turkey đó thì chính phủ kêu gọi là phải ngừng lại mấy cái chuyện đó đi nếu không thì sẽ bị gây nhiễm càng ngày càng nhiều thêm nữa đó Where a can và họ nói với tỷ như nói chuyện rồi nó bay vòng vòng không khí ở đó gần cả tiếng đồng hồ cho nên sẽ bị lây nhiễm những người xung quanh đó chỉ cần 15 phút thôi thì uh, có thể bị nhiễm covid-19 rồi chứ không có cần uh, mấy tiếng đồng hồ đó. 15 phút đồng hồ thôi với tỷ ngồi đó mà có người nào bị nhiễm thì mình sẽ bị nhiễm luôn đó trong vòng 15 phút đồng hồ. Và đây là ông Dr. Fauci, ông nói cho biết, lựa chọn giống như một là kêu bạn bè tới, kia out town thì có thể lây nhiễm trong gia đình, hay làm sao làm sao, lựa chọn làm sao cho tốt về cái mùa lễ uh, Thanksgiving sắp tới này đó. With... Và giống như người ta có lẽ là không có bị nhiễm COVID-19, người bạn của mình đó, nhưng mà đi lên máy bay sau khi đó, ở vòng vòng trong sân bay gần cả tiếng đồng hồ rồi mới ra khỏi sân bay mới xuống mới đi về cho nên khi mà vòng vòng trong sân bay với tỷ như có chỗ nào mà người nào bị nhiễm mà họ đi qua thì mình vừa đi tới là cái như là xong luôn cho nên ông nói là vậy và yeah, Texas thì họ nói cũng đang tăng lên đó, là khoảng chừng 1 million người sẽ bị nhiễm COVID-19 ở tiểu quan Texas của mình đây nè.